Bạn nên làm gì nếu như mà bạn sử dụng sản phẩm điều trị mụn không hiệu quả? Xin chào quý vị và các bạn, giới thiệu với quý vị và các bạn, mình là Hàn Ngọc Vân Anh và Vân Anh có 13 năm kinh nghiệm trong ngành spa và thẩm mỹ viện, đặc biệt là Vân Anh đã điều trị cho hàng nghìn ca thành công. Riêng ca mụn và ca nám thì vô cùng nhiều và hàng ngày các chị em đều có thể thấy. Nhưng ngày hôm nay thì Vân Anh có gặp một inbox của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm điều trị mụn của Vân Anh và chị nói là không hiệu quả. Thì chia sẻ với tất cả các chị em rằng là trong cái quá trình mà các chị em sử dụng tất cả những cái sản phẩm điều trị mụn hay điều trị nám hoặc bất cứ một sản phẩm dưỡng da gì hết thì làm ơn các chị em hãy lưu ý, thứ nhất là chúng ta phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đó là cái câu mà các chị em luôn luôn được nghe từ cái điều đó. Và đặc biệt là trong cái quá trình mà mình sử dụng thì chia sẻ với các chị em, nếu như mà da của chúng ta bị nhiễm độc tố, nếu như da của chúng ta bị nhiễm corticoid, nếu như da của chúng ta đã sử dụng quá nhiều những cái loại kem lung tung ở trước đấy rồi và cái nền ở bên dưới cái lớp hạ bì da của chúng ta đang gặp rất là nhiều cái tình trạng ở dưới da, ví dụ như là bị giãn mao mạch, ví dụ như là nhiễm chì, ví dụ nhiễm thủy ngân, ví dụ như là nhiễm sắt, ví dụ như là nhiễm bản thân mình chạy ở ngoài đường như thế kia kìa, bụi khói xe hoặc bụi bặm mà rất là nhiều các vấn đề khác đã tích tụ vào da của mình, hoặc là ví dụ như các bạn có thể đang làm việc trong những cái môi trường ví dụ như là nhiều độc tố, những cái môi trường mà bản thân trong không khí thôi có rất là nhiều những cái khí độc, môi trường về keo, môi trường về làm giày, môi trường về y tế, vô cùng nhiều các môi trường bụi bặm không khí độc thì nó tích tụ ở đâu ạ? Tích tụ ở da mặt của chúng ta, lúc đấy nó bít tắc lại và lúc đấy chúng ta hình thành mụn. Thì trong quá trình mà các chị em, các bạn đang sử dụng cái sản phẩm điều trị mụn thì các chị em nên nhớ rằng là trị mụn đó là một loại thuốc đưa vào trong da của mình và kháng viêm trên da mặt của mình. Và khi kháng viêm lên trên da mặt của mình rồi thì chắc chắn là cái con vi khuẩn đấy nó sẽ phải khó chịu, nó sẽ phải ngo nguẩy và nó sẽ phải chết đi. Và trong cái quá trình mà nó bị khó chịu, nó bị ngo nguẩy chết đi thì nó bù lại, bonus lại cho da của chúng ta. Đó là cái tình trạng là da của chúng ta bị đỏ lên một chút, da chúng ta bị mẩn ngứa lên một chút, bị khó chịu một chút. Nhưng ngày hôm nay Vân Anh chia sẻ với các chị em cái cách như thế nào để mình có thể nhận biết được cái vấn đề dị ứng do mỹ phẩm hay là vấn đề mà da của chúng ta đang đào thải cái độc tố dưới da. Thì chia sẻ với các chị em, nếu như mà mình bị dị ứng với mỹ phẩm, có nghĩa là các chị em bị nổi dề hết hai bên má như thế này, vô cùng nhiều những cái mụn mủ, những cái mụn màu trắng, những cái mụn viêm ở bên dưới da. Còn nếu như mà da của chúng ta hồng đều hết lên thì nó đang đào thải độc tố ở dưới da thì hãy welcome nó thôi. Bởi vì như vậy có nghĩa là da của các bạn đang hiệu quả, như vậy có nghĩa là thuốc của Vân Anh đang hiệu quả. Đó là điều đáng mừng chứ không có gì đáng lo hết nha các chị em. Và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi livestream, theo dõi video của Vân Anh. Có thể là các chị, nếu như mọi người đang chưa biết cái cách sử dụng về cái sản phẩm điều trị mụn của Vân Anh thì mọi người hãy quay lại để coi ở video trước. Vân Anh đã hướng dẫn cho các chị em, hướng dẫn cho các bạn cái cách để sử dụng cái sản phẩm Atanin điều trị mụn vô cùng hiệu quả. Và chắc chắn Vân Anh cam kết rằng sản phẩm bên Vân Anh là 100% thiên nhiên, 100% organic và hoàn toàn có thể điều trị sạch tất cả các vấn đề về mụn ẩn, mụn viêm, mụn bọc và những cái mụn bị kích ứng, mụn bị nhiễm corticoid trên da của các bạn. Và đặc biệt một điều rằng là không để lại hệ lụy, ví dụ như thâm và sẹo là không bao giờ để lại. Các chị em khi mà mụn nặng tới cỡ bao nhiêu đi chăng nữa và khi sử dụng sản phẩm của Vân Anh khẳng định với các chị em 100% là không để lại sẹo. Rất nhiều các chị em trong cái quá trình tới Vân Anh điều trị thì các chị em khi mà tới điều trị rồi ấy, đi tới với anh điều trị thâm, đi tới với anh điều trị sẹo rỗ và hoàn toàn nguyên nhân là trước đây là do mụn. Thì sản phẩm khi mà các chị em đang điều trị mụn ở bên Vân Anh và đặc biệt là các chị em sử dụng sản phẩm của Vân Anh nữa thì Vân Anh cam kết một điều rằng là bị thâm và bị sẹo là điều không bao giờ có. Và đó là cái niềm tin của Vân Anh, chắc chắn rằng Vân Anh có thể làm được cho tất cả các chị em càng ngày càng đẹp hơn, tất cả các bạn càng ngày càng sạch mụn hơn và đặc biệt là giúp cho các bạn càng ngày càng tự tin vào mình. Bởi vì khi mà chúng ta tự tin đồng nghĩa với việc là Vân Anh đang giúp cho tất cả các bạn tự tin chính trong công việc của các bạn, trong cuộc sống của các bạn và giúp cho các bạn càng ngày càng thành công hơn. Vân Anh mong muốn rằng mình trao giá trị cho các bạn, đồng hành cùng với các bạn một phần nhỏ bé nào đấy để giúp cho các bạn thành công trong chặng đường đi trong cuộc đời của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Vân Anh. Rất là mong gặp lại tất cả các bạn ở những chuỗi video tiếp sau. Hãy sub kênh của Vân Anh để theo dõi video vào ngày mai. Đó là những video vô cùng tuyệt vời và đừng bỏ lỡ. Hãy là người đầu tiên theo dõi video của Vân Anh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị em và các bạn ở những video tiếp sau. Xin chào ạ.